Tập 4. Chị, mà đi nha. Cố Hạ Hợp, Trời Tường nhìn lén nữ sinh, em làm chuyện gì vậy hả? Chúng ta mới đến đây không quen ai cả, em có thể để chị bớt lo không? Chị, thật sự là hiểu lầm thôi. Chị nghĩ em trai chị làm ra chuyện này sao? Em đâu có ngốc như vậy. Vậy em nói đi, em đến đây để làm cái gì? Vốn dĩ hôm nay em ra ngoài tìm việc, nhưng họ chê em tuổi còn quá nhỏ, không mướn em. Bởi vậy em đi lòng vòng rồi đi tới trước cửa trường học. Sau đó em lại tò mò xem bọn họ đang học những gì, nên em tới xem. Thật sao? Thật mà. Được rồi, về nhà trước đi. Chị, quần áo của họ ngầu lắm á. Nếu em được mặc thì tốt rồi, nhưng mà em nghĩ em không có cơ hội này. Sao chị không cẩn thận vậy? Có cần nghỉ ngơi không? Chị không sao. Nè, đợi chút. Sao vậy thiếu gia? Trời ơi, thượng sư phụ, đổ hết nước trong này ra cho tôi, dọn dẹp sạch sẽ. Dạ. Lô Cánh Hoa vừa được đưa vào công xưởng. Là ai ngắt vậy? Là tôi. Cô để lẫn cành hoa vào trong cánh hoa đã ngắt xong, làm hư cả lô tinh chất hoa đang nghiền ra. Một dải tinh chất đã hư hết rồi. Xin lỗi lãng thiếu gia, vừa rồi tôi thất thần, vậy nên đã đâm vào ngón tay, nên cành hoa mới lẫn vào được. Lúc tắm gội thay quần áo đi vào kho hoa, trong lòng phải không có tạp niệm. Nếu như có tâm sự thì đừng có vào. Cô đừng lấy bất cứ chuyện gì làm cái cớ. Xin lỗi lãng thiếu gia, là lỗi của tôi. Cô xin lỗi tôi sao? Cô có lỗi với tất cả mọi người ở đây. Một dải tinh chất 90 cân cánh hoa đều lãng phí hết. Thực sự rất xin lỗi, tôi nhất định sẽ bù đắp lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy người các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Chiến sự nên phong tỏa đường thủy. Tôi đâu có nghe gì đến chiến sự chứ. Nguyên liệu của đợt hàng này mà không tới được, xưởng của chúng ta làm việc làm sao đây? Lẽ nào để tôi nuông chiều công nhân như vậy, ngồi không nhận tiền sao? Lão gia, tôi cũng không còn cách nào. Bên phía đường thủy là do Long đại soái phong tỏa, tôi có thể nói gì được nữa chứ? Có phải đút lót còn chưa đủ không? Có lần nào tôi đưa thiếu cho ông ta, còn muốn đút lót sao nữa? Đúng là lòng tham vô đáy. Lão gia, lão gia, lãng lão gia tới rồi. Ai? Lãng Lý Xuân, lãng Tư Niên. Ông chủ lãng, tôi muốn hỏi là chuyện Long Đức Thủy phong tỏa đường thủy là ông... Ông chủ Thi, còn nhớ lời hẹn của chúng ta không? Chuyện đã qua rồi, tôi không so đo với ông. Bao nhiêu năm qua, tôi và ông đều bình an vô sự. Ở trong ngành này, mỗi người một phương trời. Bây giờ thi hàng lộ của ông cũng dần dần phát triển mạnh lớn hơn là bản lĩnh của ông. Đúng ra tôi nên chúc mừng ông, nhưng mà ông lại 3 lần 7 lượt ra tay đối với tôi. Lãng mộ tôi đương nhiên cũng phải có qua có lại. Ông chủ lãng, tôi nghĩ là trong chuyện lần này, có phải giữa hai chúng ta có hiểu lầm gì không? Là đàn ông thì dám làm dám chịu,
tôi cũng đã thừa nhận, phong tỏa hết thuyền của ông. Ông cần gì phải che giấu nữa chứ? Không lẽ hàng ở kho bến cảng của tôi không phải ông cho người động tay động chân sao? Người mua hàng của đợt này vốn dĩ trước đây luôn là thi hàng lộ của tôi cung cấp hàng, sao năm nay đột nhiên lại đặt hàng ở chỗ Lãng Lý Xuân chứ? Chuyện mờ ám trong đó, tôi nghĩ ông chủ Lãng cũng không trong sạch tới đầu đầu. Lãng gia của tôi làm ăn trước giờ trước bao minh lỗi lạc, ông đang lấy lòng dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Được, tôi thừa nhận chuyện này là Thi Thế Châu tôi làm. Nhưng chắc ông cũng hiểu rõ lòng tham của Long Đức Thủy không nhỏ đâu. Ông chỉ vì muốn đấu với tôi một trận, không tiếc bỏ ra số tiền vốn lớn như vậy. Lãng Lý Xuân sự nghiệp lớn như vậy, đối với ông mà nói đây là tiền vốn, đối với tôi mà nói chỉ là chút đỉnh thôi. Nếu ông muốn cùng tôi đối đầu như vậy, Lãng mộ tôi xin đấu tới cùng. Ông chủ Lãng, ông đừng có ý thế hiếp người như vậy. Thì tôi cũng chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Cho dù là hai bên đều thương, ông cũng không tiếc sao? Long Đức Thủy chẳng qua là người thấy tiện sáng mắt, làm mấy trò bắt cóc giả, giả tự sát để phô trương thanh thế. Nhưng mà người thật sự chỉ súng vào tôi, mà người bắn phát súng này chính là ông. Ông đã 3 lần 7 lượt treo lên đầu tôi ngồi, tôi còn có thể ngồi yên chờ bắn được sao? Ngược lại tôi rất muốn hỏi ông, ông bất chấp làm cho hai gia đình chúng ta bị thương hết sao? Tôi cáo từ trước. Lão gia, ông ta rõ ràng đến đây thị uy với lão gia mà. Mặt quả tiểu thư, sao tôi không thấy Hải Đường đâu vậy? Chị Hải Đường còn chưa tăng làm nữa. Có phải là Nguyệt Hiên đã làm khó cô ấy không? Cũng không phải, là từ chị Hải Đường không muốn nghỉ làm. Hôm nay chị ấy không cẩn thận làm cành hoa lẫn vào cánh hoa, làm hư hết tinh chất, sau đó bị Nguyệt Hiên thiếu gia mắng cho một trận luôn. Chị ấy nói muốn làm thêm giờ để bù lại thời gian làm việc của mọi người. Tôi khuyên chị ấy nhưng mà chị ấy không nghe. Nguyệt Hiên còn trách mắng cô ấy? Ừ, chưa thấy Nguyệt Hiền thiếu gia hung dữ như vậy bao giờ luôn. Được, tôi biết rồi, cô về trước đi. Ừ, tôi đi trước đi. Nguyệt Hiền, sao em lại tới đây? Em đến đây tìm Hải Đường, em có chuyện muốn nói với cô ấy. Công hay tư? Nửa công nửa tư. Vậy thì xin lỗi, bây giờ không thể nói được. Nguyệt Hiên, em biết anh và Hải Đường không hợp nhau, nhưng công là công, tư là tư. Anh cứ làm khó cho cô ấy, em đứng ở giữa cũng thấy khó xử lắm. Nè, sao em lại nói những lời này? Em vừa nghe nói rồi, hôm nay anh giáo huấn cô ấy, cho nên cô ấy không dám tan ca nữa. Mặc quả, em còn hiểu cô ấy hơn anh. Cố Hải Đường là người mà anh la cô ấy sẽ không dám tan ca sao? Nhưng mà nếu anh nói một câu kêu cô ấy đi về thì nhất định cô ấy sẽ về mà. Nhưng mà cô ấy về muộn như vậy cũng tốt, phạm sai lầm thì ở lại suy nghĩ một chút xem bù đắp như thế nào, không vấn đề gì. Nè, ê, anh không được đi. Hôm nay em bắt buộc phải thả Hải Đường ra. Tại sao chứ? Em mặc kệ, Hải Đường có trách em cũng phải nói cho anh nghe. Nhà của họ xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Là chuyện của em cô ấy, nói cho cùng vẫn phải trách cô Dịch tiểu thư đó. À, có chuyện như vậy sao? Đều tại cô Dịch tiểu thư đó, vì muốn tranh Hải Đường với em đúng là không từ thủ đoạn.
Em muốn nói cha em xử lý cô ta. Em đừng vậy. Để anh nghĩ xem. Trường Central, trường trung học phương Tây này là do nhà văn hóa mở. Những học giả tư tưởng tiến bộ như họ, nếu để thế lực quân đội ra mặt, chắc chắn sẽ bị phản ứng ngược. Thế lực của Lãng gia gần như cũng không thể gây áp lực cho ông ấy. Vậy phải làm sao đi? Nhưng chuyện này anh nhất định sẽ lo. Nguyệt Hi, chỉ cần có chút liên quan tới em, anh đều sẽ ra tay giúp đỡ. Anh không thể để người làm trong Lãng Lý Xuân làm việc mang theo cảm xúc được. Còn không chịu thừa nhận, đang tự tìm lý do cho mình nè. Anh sẽ thay mặt cho cá nhân anh gặp mặt chủ nhiệm dịch để coi sao. Lãng thiếu gia. Ngày mai ở nhà nghỉ đi, không cần đi làm nữa. Dạ. Xin chào chủ nhiệm dịch. Ha, mời ngồi. Mời. Chủ nhiệm dịch, lần này tôi đến đây là vì chuyện của Cố Hạ Hợp. Lãng thiếu gia, tôi nói hơi khó nghe chút. Dưới bất kỳ sự đàn áp tiền bạc và quyền lực thì trường Central đều sẽ không thay đổi phong cách và tiêu chuẩn của trường. Trường là do người dân xây lên vì lòng yêu nước. Chúng tôi và quân đội thương gia chưa từng qua lại. Chủ nhiệm vẫn mong. Trước giờ Nguyệt Hiên đều tôn trọng những nhà văn hóa yêu nước. Đồng thời tôi cũng giơ tay tán thành trường học nghiêm chỉnh cầu thực, quan điểm nghiên cứu học vấn mới mẻ của tiến sĩ. Nhưng chủ nhiệm dịch à, khẩu hiệu này có hô vang thế nào thì cũng vẫn đang dạy học thôi mà. Nếu đã là dạy học rồi thì trước tiên phải giáo dục người khác. Nếu trước tiên phải giáo dục người khác, vậy thì phải dựa vào thái độ công bằng công chính chứ. Giáo viên như gương sáng, tấm lòng khoan dung. Ông không thể cứ suốt ngày nhằm vào lỗi sai của một học sinh, không thể đến cả một cơ hội sửa sai cũng không cho. Ông nói phải không? Trường học có quy tắc của trường học. Tình nghĩa và quy định là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi đánh giá về một người, nếu chỉ dựa vào một chuyện, một tờ bản biểu đã đánh giá toàn diện thì chắc chắn là tôi không đồng tình rồi. Tôi cho rằng góc độ của giáo viên là góc độ chính xác nhất. Độ sâu của giáo viên phải nên là độ sâu sâu nhất. Hai điểm này quyết định mỗi giáo viên khi nhìn nhận một sự việc. Là trực diện, là bao dung, khiến người khác khâm phục. Lãng thiếu gia, cậu có chút không phục đúng không? Tôi chắc chắn là không phục rồi. Được, vậy tôi hỏi cậu, nhìn trộm váy của nữ sinh, nhà trường nên xử lý thế nào đây? Chủ nhiệm dịch à, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà, chuyện này có gì đâu. Hơn nữa, ông đã làm rõ đầu đuôi ngọn ngành và động cơ của chuyện này chưa? Tại sao lại phải nhìn? Có phải cậu ấy còn nguyên nhân khác không? Có phải suy nghĩ của ông có hơi chủ quan rồi không? Còn nữa, cậu ấy là cố ý hay là vô ý? Chuyện này ông đã làm rõ ràng chưa? Nếu ông nói chuyện này không cần phải làm rõ theo cách nói như vậy, vậy thì mấy cô gái mặc váy ở ngoài đường đều gây khó khăn và phiền phức cho những người khác giới như chúng ta rồi. Lãng thiếu gia, vậy là không nói lý lẽ rồi.
Tôi chỉ đang nói sự thật và ý nghĩa của chuyện này. Chủ nhiệm Dịch, dù gì cậu ấy vẫn còn nhỏ, nếu vì điểm này mà không cho cậu ấy nhập học, người khác sẽ nghĩ sao đây? Cậu ấy nhìn bản thân thế nào? Ông biết không, quyết định này của ông có thể phá hủy tương lai cả đời của một cậu bé đó. Hay là vậy đi, tôi sẽ điều tra thêm nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Chủ nhiệm Dịch, tôi đưa ông tới nhà cậu ấy. Đến nhà cậu ấy à? Nếu không thì làm sao tìm hiểu? Thầy cô từ nhỏ đã dạy chúng tôi, nói được làm được, nhất ngôn cửu đỉnh. Hẻm Minh La. À, hình như chỗ này trước đây tôi đến rồi. Đây là khu nhà nghèo nổi tiếng trong thành. Trẻ em nơi này rất khó được đi học. Một khi được đi học rồi, thành tích đều rất xuất sắc. Bởi vì họ biết là đi học là chuyện không dễ dàng gì với họ. Hả? Nhà của học sinh Cố Hạ Hợp thật sự ở đây sao? Chủ nhiệm Dịch, hôm nay tôi có việc, đưa ông đến đây thôi. Nhà của Cố Hạ Hợp là ở số 32 hẻm Minh La. Số 32. Được. Vậy Lãng thiếu gia, cậu đi đi. Làm phiền ông rồi. Từ từ thôi con. Ai cho em lấy đồ của anh vậy? Tiểu Vũ, em là anh của mấy đứa nhỏ, nói chuyện hung dữ với em mình vậy sao? Hơn nữa em còn đánh em mình như vậy. Làm anh thì phải bảo vệ cho em mình chứ. Lần sau không được vậy nữa biết chưa? Bắt tay đi nè. Lấy cái này nha. Xin lỗi em trai đi. Lấy cái này hả? Xin lỗi em. Dạ không sao. Rồi tụi em đi thả diều đi nha. Đi đi. Dạ. Ê, chú Dương, con đã nói rồi, để con làm cho chú mà. Cảm ơn con, để con làm cho. Cảm ơn con nhiều. Để con làm cho nha, chú Dương. Ủa, chủ nhiệm Dịch. Ủa, Đại Bằng hả? Chủ nhiệm Dịch, thầy ở đây làm gì vậy? Em có quen một người tên Cố Hạ Hợp không? Hạ Hợp hả? Hạ Hợp là bạn tốt nhất của em đó. Ồ, vậy đi, em dẫn thầy tới nhà họ xem thử. Được, không thành vấn đề, xin mời thầy. Nhà của họ ở ngay phía trước. Ồ. Hạ Hợp. Tới ngay. Đại Bằng. Hạ Hợp, đây là chủ nhiệm Dịch của trường Sanson, cố tình tới nhà thăm cậu đó. Chủ nhiệm Dịch. Dạ, mời chủ nhiệm Dịch vào nhà. Chủ nhiệm Dịch, mời ngồi. Hạ Hợp. Chị, có khách đến hả em? Chủ nhiệm Dịch của trường Đại Bằng đó. Ủa, cô tiểu thư. Chủ nhiệm Dịch, sao ông lại đến đây? Em chính là Cố Hạ Hợp phải không? Dạ. Chủ nhiệm Dịch, mời ông ngồi. Lần này, sau khi đích thân tôi đi khảo sát, lại có học sinh xuất sắc nhất của trường Thẩm Đại Bằng làm chứng. Bây giờ tôi tuyên bố em Cố Hạ Hợp đã được trường trung học St. John chính thức nhận vào học. Hạ Hợp, tốt quá rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Dịch. Cảm ơn. Dạ, chủ nhiệm Dịch. Đừng có sao, chuyện này là do cậu Lãng Nguyệt Hiên đảm bảo. Vậy nha, các em chuẩn bị đi trước đi, tôi đi về đây. Được, chủ nhiệm Dịch đi thông thả. Hạ Hợp tiễn theo đây. Dạ. Đi thông thả. Cảm ơn ông. Được rồi. Hạ Hợp giỏi quá đi. Chú nhìn Dịch đợi em với. Chị, giờ em đi nói cho mẹ biết ngay. Mau đi đi. Lãng Nguyệt Hiên. Lãng phủ. Nhà kho ở phía đông mấy hôm trước bị dột, con đã kêu sư phụ tới sửa lại rồi. Con sợ có người lên nóc nhà giẫm nát hết gạch ngói, nên con kêu chú Toàn mời thêm một người thợ tới thay phiên nhau đi tuần ở ngoài sân nhiều hơn. Ngoài sân mà có người lạ vào thì là chuyện nguy hiểm lắm. Lão tri kỷ của cha từ Giang Tô tới mang theo 4 cuộn giấy tốt, mẹ vẫn chưa có thời gian xem. Con kêu quanh ca gói lại đem đi cất hết rồi, con chỉ sợ bị ẩm lên mốc
viết cho mấy cuộn giấy tốt như vậy. Con xin lỗi, con làm mẹ đau rồi. Con chải đầu cho mẹ 5 năm rồi. Là con vụng về hay là cố ý đây? Lúc nãy con mất tập trung. Con sẽ chú ý hơn, làm hết sức mình. Mất tập trung? Mất tập trung cái gì chứ? Con nói đi, để mẹ nghe thử. Con đang nghĩ, hai hôm nay khẩu vị của mẹ không tốt. Con đang nghĩ coi kêu người làm nấu món gì để hợp khẩu vị của mẹ. Như vậy là tốt nhất. Con là người ở quá, nhất định phải tâm tịnh như nước. Thời tiết tốt, phong cảnh đẹp, gió xuân mưa thu gì đều không liên quan gì tới con. Thân là con dâu của lãng gia, đi đến đâu cũng phải ra vẻ của người lãng gia mới được. Con biết rồi, con là người của lãng gia, đương nhiên không để lãng gia phải mất mặt. Mẹ, vậy còn chải tiếp nữa không? Không cần nữa, con về đi. Dạ. Diệu lan cáo lui. Thiếu gia. Chú Toàn. Thiếu gia, sao chú đến đây vậy? Tôi đến để tìm thượng sư phụ. À, thượng sư phụ, không biết trong số những nữ công mới của công xưởng chúng ta có cô nào khéo tay không, vừa với ý của phu nhân? Thiếu gia, cậu là giám khảo của họ, cậu thấy có người nào thích hợp không? Hợp ý của mẹ tôi? Để làm gì vậy? Chải tóc cho phu nhân. Chải tóc? Chẳng phải chị dâu là người chải tóc cho mẹ sao? Đừng nhắc nữa. Thiếu gia, sáng sớm hôm nay vừa thức dậy, phu nhân chính vì chuyện chải tóc này mà nổi giận đó. Vừa mới sáng sớm thức dậy, phu nhân đã nói chuyện xui xẻo rồi. Cái gì mà trong lòng không thoải mái dễ chịu gì đó. Sáng sớm phu nhân vừa mới thức dậy đã tức giận, khiến cho những người làm công như chúng tôi cả ngày trời đều phải nơm nớp lo sợ. Cho nên tôi mới nghĩ ra cách đến công xưởng xem coi có thể tìm được một cô gái nào đó vừa ý phu nhân để chải tóc cho bà ấy không. Phạm Chân, cô tới đây. Hả? Thiếu gia, cô ấy có được không? Cô nói chút tôi nghe đi. Phạm Chân, cô lợi hại thật đó. Các cô đừng nói lung tung nữa, thiệt tình. Cô nói cho mọi người nghe đi, cô đã dùng thủ đoạn gì để chúng tôi học theo đi, có được không? Có thủ đoạn gì đâu. Đúng đó. Đáng ghét thật, chỉ biết nói năng lung tung thôi. Cô nói cho tôi biết đi, là cái gì vậy? Được rồi, đừng nói lung tung nữa. Ăn cơm đi. Tôi muốn hỏi các cô một câu. Các cô nói xem, gia đình đều có như lãng gia, tại sao lại cho một người như chú Toàn làm quản gia chứ? Chân chú ấy có phải đi lại vô cùng bất tiện hay không? Còn nữa, chân của chú ấy bị như vậy từ khi nào vậy hả? Các cô nói tôi nghe đi. Một ông chú thì có gì mà nói chứ. Không thú vị. Nè, tôi kể mọi người nghe một chuyện thú vị nha. Được đó, tôi thích nghe. Lãng gia này chuyên gia chế tạo son phấn. Từ thời Sùng Trinh hoàng đế Triều Minh đã xây dựng cửa tiệm phấn son. Vào thời đó, tất cả phụ nữ đều lấy việc có được son phấn của lãng Lý Xuân làm vinh hạnh. Nhiều công xưởng chế tạo son phấn như vậy, tại sao lãng gia lại là cửa tiệm đứng đầu? Tại sao vậy hả? Tôi kể cho nghe. Nghe nói lãng gia vẫn luôn nuôi dưỡng một con ma son phấn. Hả? Ma son phấn?
Ma son phấn mỗi khi đến canh năm sẽ xuất hiện trong vườn hoa của Lãng gia. Ma son phấn mỗi ngày phải hái sương hoa trên những bông hoa ở vườn, biến sương hoa trở thành giọt máu nhỏ vào trong lò luyện phấn, mới có được son phấn đẹp nhất ở trên thế gian. Nhưng mà còn ma son phấn này cũng không phải làm công không giúp cho Lãng gia biến đá thành vàng. Nó cần máu của người trong Lãng gia nuôi dưỡng. 300 năm qua mỗi thế hệ đều không có cách nào thoát khỏi. Chính vì vậy tiểu thiếu gia của Lãng gia mới bị chết yểu như vậy đó. Vậy tiểu thiếu gia của Lãng gia chết từ khi nào vậy hả? Chuyện này làm sao biết được, ai biết là thật hay giả chứ. Đừng nhiều chuyện như vậy nữa. Chị Hải Đường ơi, em không dám đi chạy tốt cho Lãng phu nhân đâu. Không sao, đừng sợ. Cái gì? Cô nói lại lần nữa đi. Tôi nói có thể để tôi đi cùng Phạm Chân đi chạy tóc cho lão phu nhân không? Cô có bản lĩnh gì không? Tôi thích nghiên cứu các loại vật dụng trang điểm. Tôi từng chế ra loại dầu bôi tóc mới không có trên thị trường đâu, phu nhân chắc chắn sẽ thích. Lục Phạm Chân, sau khi nghe ý của cô Hải Đường, tức là cô không muốn đi chạy tóc cho phu nhân sao? Không phải. Tại tôi quá nhát gan, muốn chị Hải Đường đi chung thôi. Cô nhát gan, cần người đi cùng, không để Lãng gia có con hổ ăn thịt cô hay sao? Tôi... Hả? Đúng là không biết điều mà. Toàn quản gia, chú đừng tức giận, Phạm Chân không có ý đó đâu. Mà phải trách tôi, là tôi thấy có một cơ hội tốt như vậy, cũng muốn tranh thủ một chút. Thiếu gia, chuyện gì vậy? Lãng thiếu gia, không phải tôi không muốn đi chạy tóc cho phu nhân, chỉ là tôi quá nhát gan, muốn chị Hải Đường đi với tôi thôi. Đúng vậy, Phạm Chân còn nhỏ tuổi, lá gan cũng nhỏ, có người đi cùng cô ấy sẽ yên tâm một chút. Mẹ tôi một lòng hướng Phật, là người hòa nhã, cô không cần phải sợ. Phạm Chân gương mặt rạng rỡ, Hải Đường thì tinh tế tỉ mỉ, nói không chừng mẹ tôi thích cả hai, cứ cho họ đi đi. Cô gái hợp ý của mẹ tôi cũng khó tìm kiếm lắm, nếu như bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. Chi bằng chú Toàn hãy rộng lòng thương xót, để họ thể hiện được tốt hơn. Cứ để họ đi cùng đi. Ê, Lãng thiếu gia. Chị Hải Đường. Tôi đến đây muốn nói với anh một tiếng. Cảm ơn anh. Cô có thể gọi là Nguyệt Hiên. Lúc chỉ có hai chúng ta ở riêng với nhau. Thôi, tôi gọi anh là Lãng thiếu gia. Tôi biết rồi. Cô vì chuyện của Phạm Chân tới cảm ơn tôi phải không? Con người của tôi thương hoa tiếc ngọc, cô không cần cảm ơn. Tôi còn gì, chuyện đi học của Hạ Hợp nữa. Tôi biết là anh đã giúp chúng tôi. Hạ Hợp đi học, chuyện này thì không liên quan gì tới tôi đâu. Nhưng mà cũng tốt, Hạ Hợp đi học rồi, cô cũng không cần mất tập trung gây ra chuyện trong công xưởng của tôi nữa. Chị Hải Đường, chị đem theo nhiều đồ thiệt luôn á. Chị coi, em mang theo có một cái túi. Dù sao em chỉ ở một đêm, không ở lâu nữa đâu. Chị đã quen rồi, chị ra ngoài phải mang theo cái rương son phấn này, nếu mà không có khó chịu khắp người. Cứ nghĩ phải tới cái nơi đó, em mới thấy khó chịu khắp người á. Ý, chị Hải Đường, chị nói coi, lỡ gặp ma thiệt thì sao? Vậy thì chị sẽ trang điểm cho nó. Chị đừng hù em nữa mà. Ê trời, em yên tâm đi, sẽ không làm em sợ đâu. Dù là con ma thật thì chị cũng sẽ trang điểm thành một con ma xinh đẹp, không làm em sợ đâu. Chị Hải Đường, chị có cảm thấy Lãng phủ này đáng sợ lắm không?
có một phu nhân đáng sợ, tiểu thiếu gia bị chết yểu, còn có ma son phấn. Ôi, sao chúng ta xui vậy chứ, phải tới đó làm việc nữa. Phạm Chân, tóm lại đến Lãng phủ rồi, dù em nhìn thấy cái gì, nghe thấy cái gì cũng phải nói chuyện nghe, đừng có giấu một mình, cũng đừng tự hù dọa mình nhé. Chị Hải Đường ơi, chị tốt quá. Toàn quản gia, để chú đợi lâu rồi. Đi theo tôi đi. Dạ. Wow, sống ở đây đâu khác gì sống trên thiên cung. Ê, chị Hải Đường ơi, chị Hải Đường, chị nói coi, sống ở đây coi khác gì sống ở thiên cung chứ. Em từng đến thiên cung hả? Em ví dụ thôi mà. Chị Hải Đường ơi, em nghe người già nói á, mây đen lấp trăng là thần tiên trên trời không nhìn thấy nhân gian phía dưới, lũ yêu tinh ma quái sẽ ùa ra đây hết á. Làm gì có yêu ma ma quái chứ, họ không muốn buổi tối em đi ra ngoài nên mới nói như vậy thôi, dùng để hù dọa em đó. Chị nghe đi, tiếng gió thổi lớn quá. Họ còn nói là có gió không có mây, có mây không có gió, vừa có gió vừa có mây thì gió không phải là gió. Vậy vậy là cái gì? Là yêu quái chạy đi chạy lại đó. Em đừng có nói bừa. Phạm Chân, người nhà của em nói vậy thật sao? Phạm Chân, lúc em còn nhỏ có phải rất không nghe lời nên họ mới bịa ra bao nhiêu chuyện kinh dị để hù em hay không? Chị nghe kìa, vẫn đang kêu đó. Chị Hải Đường, họ nói trong cái sân này có một con ma son phấn á. Em nghe nói có những người sau khi chết đi vì đủ mọi nguyên nhân mà không nhớ bản thân là ai, cũng không biết mình nên đi đâu, cho nên cứ không ngừng gọi những cái tên mình từng gọi lúc còn sống. Chị nghe đi, có phải càng lúc càng giống không? Chị Hải Đường, chị sợ rồi hả? Sao chị lại sợ chứ? Chị bị em chọc tức đó. Chị Hải Đường, hả? Chị nói coi, ma có phân biệt tốt xấu không? Em cứ nghĩ nó là một con ma tốt đi, một con ma son phấn, nửa đêm ra ngoài thu thập sương qua. Em nghĩ như vậy còn là một con ma tao nhã đó. Hả? Chà sẽ làm cho nó thơm hơn nữa đó.
Phàm Chân. Ừ? Em nói xem con ma này sao gọi là ma son phấn vậy? Ờ, là tên người đó. Em nghe nói chết ngay trong cái sân này. Lại nói linh tinh rồi. Đây nè, uống chút nước cho bớt sợ đi. Đau quá, đau. Sao vậy? Để chị xem. Rộp lên rồi. Đau quá. Phải làm sao đây? Vậy ngày mai em làm sao chải tóc cho phu nhân? Chải tóc hay không em cũng không sợ. Em chỉ sợ cái mặt xị ra một đống của toàn quản gia chắc chắn sẽ là em chớ đó. À, chị nhớ ra rồi. Hồi sáng đi ngang giường ba lãng gia, chị thấy trong đó có rất là nhiều giống hoa đó. Trong đó chắc chắn có cỏ Phật giáp. Em có biết không, chỉ cần nghiền nhỏ ra đắp lên tay của em, ngày hôm sau là khỏi. Để chị đi tìm cho, đợi chị. Ê, không được, ban ngày cái sân này đã đáng sợ rồi. Bây giờ chị đi, lỡ gặp ma thì sao? Ây trời, chị đâu có sợ ma đâu. Hơn nữa, chị còn muốn xem con ma đó ra sao mà. Em không dám đi với chị đâu. Chị có nói em cùng đi đâu. Em ở đây đợi chị đi, chị sẽ quay lại ngay, đợi chị. Làm gì vậy? Trộm cỏ hả? Tôi không có trộm cỏ. Tôi muốn mượn một ít cỏ Phật giáp nhà của anh. Vì tay của Phạm Chân bị thương rồi, mượn của nhà anh một chút đồ, trả lại cô gái khéo tay chải tóc cho nhà anh. Đâu có lỗ đâu. Cứ tự nhiên. À, tôi còn có một chuyện muốn hỏi anh. Chuyện gì vậy? Tôi nghe mọi người nói là ở trong lãng phủ có ma hả? Là thật hay giả vậy? Cái gì? Có ma? Ồ, tôi chưa từng nghe thấy mấy chuyện nhảm nhí như vậy. Còn gì không? Lúc tôi ra đây gấp quá rồi nên quên mất đường về phòng. Không nhớ được về phòng à? Có phải cô sợ tối muốn tôi đưa cô về phòng không? Đi thôi. Phạm Chân. Chị Hải Đường. Nguyệt Hiền thiếu gia. Ồ, trời ơi, ở đây đúng là lớn quá. Nếu không gặp Lãng Nguyệt Hiên, chị suýt lạc đường rồi. Mau lên, đi thôi, đi thôi. Nửa đêm nửa hôm vậy, chị thật lợi hại á. Em còn tưởng chị được ma đưa về đó chứ. Em biết mình tay chân vụng về, phu nhân nhất định sẽ ghét lắm. Không sao đâu em. Em về xưởng làm việc cho tốt. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Ừ. Chị Hải Đường, một mình chị ở lại chỗ này phải bảo trọng nha. Ừ. Em yên tâm đi. Vậy em đi á. Em bảo trọng đó. Đi thôi. Cô Hải Đường, mau trở về đi. Ê, chú Toàn à, bây giờ tôi đi chải tóc cho phu nhân được chưa vậy? Hôm nay thì không cần, cô cứ trở về chuẩn bị một chút.
ngày mai đừng để sai sót gì. Ấy, chú Toàn ạ. Chú đến làm ở phủ này lâu rồi, nếu mà có chỗ nào tôi không hiểu quy tắc thì nhờ chú chỉ dạy. Cô bé như cô cũng hiểu phép tắc đó. À đúng rồi, chú đến Côn Dương bao lâu rồi? Chuyện này tôi đến thành Côn Dương hơn nửa cuộc đời rồi, còn hơn tuổi của cô nữa đó. Nhìn chú không giống người Côn Dương. Quê của chú ở đâu vậy? Cái con bé này cũng tò mò lắm đó. Được rồi, đừng dò hỏi nữa, mau đi đi.